đi làm lại quên cả thời gian tiêu tiền đi. Chỗ này sao không đặt luôn ra đến đây hả anh? Để quẹo quẹo đến đập kia. Em tưởng là đến đây nhá, nay mai đường chỗ này là kiểu gì mình chả phải nhẹ, nếu mà nhà em cua lên thì cũng vẫn phải xây bằng cái vệ bên này nhà cô thủy. À vâng, ý là láng đấy, láng ý nhất động bằng cái đấy thì nó sạch. Thế chả lẽ bớt lại được cái góc góc cổng nhà bà đấy. Cháu chỉ bớt, cháu chỉ láng hết đất nhà cháu thôi, còn đất nhà bà kệ nhà bà. Cho nó rôm. Nếu mà bây giờ muốn là can thiệp người mà xem thì bây giờ vợ chồng em phải coi như là mất bao xi. Tí xi thôi, xong rồi cạn vẫn làm lại được. Thay đổ nó ấy là đạp. Đấy. Bánh nhau cho lanh tanh sành lên. Tạp cổ tôi đại. Xin, hãy cho anh trả tiền. Anh xin cho anh trả tiền. Thế chưa nè. Chính em mới quân 2 nhà. Cứ làm tính công cho xong lần. Làm Bắc Linh. Chủ nhà nó thay đổi ý kiến.